Thưa quý vị, do thiếu lái xe trung chuyển, những ngày qua liên tục xảy ra tình trạng ùn ứ xe thùng rỗng tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2, Kim Thành, tỉnh Lào Cai. Cùng với đó, hạ tầng bến bãi chưa đảm bảo, ý thức của lái xe còn kém, khiến cho tình trạng lộn xộn thường xuyên diễn ra. Theo thống kê, mỗi ngày có khoảng 250 xe thùng rỗng được thông quan trả về phía nước bạn Trung Quốc. Tuy nhiên, ở cửa khẩu Kim Thành còn khoảng 800 xe đang nằm chờ. Trong khi đó, bãi K24 là nơi duy nhất tập kết xe thùng rỗng, chở hàng nhập khẩu chỉ có sức chứa tối đa 200 phương tiện. Số phương tiện còn lại buộc phải đậu ở các tuyến đường quanh khu vực cửa khẩu. Mặc dù có điều tiết của lực lượng chức năng, nhưng tình trạng lộn xộn vẫn thường xuyên diễn ra. Hiện nay, việc thỏa thuận của các doanh nghiệp với cả các lái xe trung chuyển là đưa cái xe thùng rỗng sang Trung Quốc được sớm nhất. Thế nên là các cái lái xe này chịu một cái sức ép rằng là phải đưa làm sao cái phương tiện này xuất cảnh vào khu vực cửa khẩu xuất cảnh một cách nhanh nhất. Nên là họ có thể là đi bằng mọi tuyến đường, không chấp hành các cái quy định hướng dẫn của các lực lượng chức năng và đi lên thậm chí là hành lang, nắp cống, cũng làm hư hại đến cái hạ tầng ở khu vực cửa khẩu. Hiện Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai đã thống nhất với các lực lượng chức năng phía Trung Quốc bổ sung lái xe trung chuyển vào cuối ngày để tăng năng lực thông quan xe thùng rỗng lên khoảng 400 xe mỗi ngày. Cùng với đó, tham mưu với tỉnh sử dụng các mặt bằng trống trong khu vực Kim Thành là nơi đậu đỗ phương tiện và xây dựng phương án quản lý, giảm thiểu ùn tắc xảy ra. Với nhiệm vụ tham gia bảo đảm nguồn điện cho sự phát triển kinh tế, 11 tháng đầu năm, Tổng Công ty Phát điện 1 đã sản xuất là 28.098 triệu kWh, có nghĩa là đạt 93,4% kế hoạch năm như năm 2022. Tổng sản lượng điện Tổng Công ty Phát điện 1 sản xuất trong tháng 11 năm 2022 là 2,362 tỷ kWh, lũy kế 11 tháng đầu năm, Tổng Công ty Phát điện 1 sản xuất 28.098 kWh, đạt 93,4% kế hoạch năm 2022. Tháng 12, nhiệm vụ được EVN Genco 1 đặt lên hàng đầu là sản xuất 2,433 tỷ kWh, trên cơ sở đó hoàn thành kế hoạch được giao năm 2022. Để đạt được mục tiêu trên, đơn vị sẽ tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, các nhà máy nhiệt điện bảo đảm đủ than cho sản xuất điện và vận hành ổn định, các nhà máy thủy điện tuân thủ các quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa với các nhà máy thủy điện và bảo đảm tích nước đạt mực nước dâng bình thường vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bộ Y tế đã đưa đậu mùa khỉ vào danh sách bệnh truyền nhiễm nhóm B theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm để sẵn sàng ứng phó và chủ động không để dịch bùng phát. Thành phố Hà Nội đã lập tức phân cấp độ dịch bệnh để có kế hoạch cụ thể phòng đậu mùa khỉ. Thành phố Hà Nội đã phân cấp độ dịch bệnh để có kế hoạch cụ thể phòng đậu mùa khỉ, nhất là trong dịp giáp Tết và Tết, cuối năm giao mùa khi mà nhiều loại bệnh đang song hành. Hà Nội sẽ phân cấp độ dịch bệnh làm 4 cấp. Cấp độ 1 khi chưa có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn thành phố. Cấp độ 2 khi có trường hợp bệnh xâm nhập nhưng chưa lây nhiễm thứ phát trên địa bàn thành phố. Cấp độ 3 dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng nhưng chưa lây lan rộng. Cấp độ 4 dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng. Mục tiêu của việc phân cấp là phát hiện sớm các trường hợp ca bệnh đậu mùa khỉ để tổ chức cách ly, xử lý triệt để, đáp ứng kịp thời mọi diễn biến bất thường của dịch bệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong. Thưa quý vị, vào chiều ngày 17 tháng 12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khai trương Trung tâm báo chí phục vụ phóng viên nhà báo, cơ quan báo chí tác nghiệp trong những ngày diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022. Trung tâm báo chí phục vụ Festival Hoa được đặt tại trung tâm thành phố Đà Lạt, số 1 đường Lê Đại Hành, phường 1. Nơi đây có vị trí thuận lợi, gần các không gian diễn ra các chương trình chính của Festival Hoa sẽ hỗ trợ các phóng viên, nhà báo tác nghiệp nhanh nhất, kịp thời nhất, đồng thời tại trung tâm cũng sẽ cung cấp thêm thông tin kịp thời, những hướng dẫn để nhà báo thuận tiện trong quá trình tác nghiệp. Trung tâm báo chí được trang bị hệ thống máy vi tính, đường truyền Internet tốc độ cao, các thiết bị phục vụ nhà báo tác nghiệp. Trung tâm báo chí sẽ đi vào hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12. Đại diện Ban chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt đã trao hợp đồng truyền thông cho 5 cơ quan báo chí, gồm Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Thanh niên và Báo Tuổi trẻ. Cũng trong ngày 17 tháng 12, tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc không gian hoa xung quanh Hồ Xuân Hương và trên các tuyến phố chính cùng trưng bày triển lãm hoa, cây có hoa quốc tế năm 2022.
Đây là dịp để tìm kiếm thị trường cung cấp và tiêu thụ sản phẩm hoa, quảng bá các sản phẩm về hoa, cây cảnh của Đà Lạt đến mọi miền đất nước. Chương trình có 196 đơn vị cá nhân tham gia với tổng cộng hơn 4.000 tác phẩm về hoa, bonsai, cây cảnh, hơn 3.000 tác phẩm về hoa phong lan, địa lan và gần 250.000 chậu hoa, túi hoa được bố trí trong khu cảnh lộng lẫy, đa dạng sắc hoa tại vườn hoa thành phố. Đặc biệt, không gian hoa được trưng bày trên nhiều tuyến phố với hơn 500.000 chậu hoa các loại. Chương trình diễn ra từ ngày 17 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2023. Ngày 17 tháng 12 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với các cơ quan nghiên cứu tiến hành khảo sát kết hợp với tổ chức buổi tọa đàm về kiến trúc Phật giáo Việt Nam tại miền Bắc và tiến tới hội thảo Kiến trúc Phật giáo thống nhất trong đa dạng dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3 sang năm. Theo chương trình diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 24 tháng 12, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, khảo sát tại khoảng 10 ngôi chùa tiêu biểu ở khu vực Bắc Bộ. Từ những dữ liệu thu thập sẽ làm cơ sở xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển theo hướng kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa kiến trúc Phật giáo tại Việt Nam. Đại Bảo Tháp Manjala Tây Thiên, Vĩnh Phúc, kiệt tác kiến trúc Phật giáo Kim Cương Thừa đầu tiên tại Việt Nam là điểm khảo sát trong ngày đầu tiên của đoàn. Mở cửa đón du khách thập phương từ năm 2012, Đại Bảo Tháp là một bảo tàng nghệ thuật Phật giáo, nơi chứa đựng nhiều loại hình nghệ thuật qua nhiều chất liệu khác nhau như đồng, vàng, đá quý, sắt gỗ nhằm tăng sức biểu cảm thẩm mỹ. Công trình vừa kế thừa được nét kiến trúc truyền thống của hệ phái, vừa đáp ứng được nhu cầu mở rộng công năng sử dụng trong giai đoạn hiện tại và tương lai, đồng thời thể hiện được nét kiến trúc của thời đại ngày nay, góp phần vào sự đa dạng của kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Cùng hòa chung với không khí lễ hội vào cuối năm, chiều ngày 17 tháng 12, hội chợ Giáng sinh cựu du học sinh EU đã được tổ chức tại Đại sứ quán Séc, mang đến một không khí Giáng sinh đậm chất châu Âu giữa lòng Hà Nội. Những cây thông Giáng sinh được trang trí rực rỡ sắc màu, ông già Noel phát quà cho trẻ em, hay những gian hàng mang nét văn hóa đặc trưng ngày lễ Giáng sinh của 9 quốc gia châu Âu khác nhau. Đây chính là không khí của hội chợ Giáng sinh truyền thống theo phong cách châu Âu ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và những cựu du học sinh thuộc mạng lưới cựu du học sinh EU tại Việt Nam thực hiện. Chúng ta có rất nhiều gian hàng đến từ những nước như là Đức, mình sẽ có rượu vang nóng này, mình sẽ có Pháp này, mình sẽ có Ireland này và mình sẽ có không gian của Thụy Điển ở bên kia rất là đẹp và cả không gian của Hà Lan nữa. Các cái gian hàng ở đây thì đều do chính tay của các bạn cựu du học sinh ở nước đó về và họ sẽ còn mang đến cái văn hóa mà đặc trưng nhất của đất nước mà mình đã từng theo học. Được biết, một phần lợi nhuận tại sự kiện sẽ được một số gian hàng dành cho việc thiện nguyện và hoạt động vì cộng đồng với mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp và ý nghĩa tới công chúng.